năm màu sắc giúp mệnh hỏa cuộc sống nở hoa, tình duyên tiền tài đại cát đại lợi. Trong phong thủy, mệnh hỏa thể hiện cho sự đam mê và nguồn năng lượng tràn đầy, thể hiện cho sức mạnh ý chí. Để mang lại sức khỏe, may mắn, công danh, tài lộc, sự phát đạt cho người mạng hỏa, thì việc lựa chọn màu sắc cho tài sản vật dụng, trang phục phù hợp với người mệnh hỏa theo quy luật màu sắc ngũ hành là điều vô cùng quan trọng. Mệnh hỏa gồm những người có năm sinh dưới đây: Bính Thân sinh năm 1956, Đinh Dậu sinh năm 1957, Giáp Thìn sinh năm 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi sinh năm 1779, Bính Dần sinh năm 1986, Đinh Mão sinh năm 1987, Giáp Tuất 1994 và Ất Hợi sinh năm 1995. Đôi nét về người mệnh hỏa. Xét về đặc điểm tính cách, người mệnh hỏa được cho là mang tính cách cởi mở, hướng ngoại, tích cực, hào hứng, nhiệt tình và hành động dứt khoát. Bởi vì hỏa gắn với lửa là hình ảnh đại diện khiến cho chúng ta liên tưởng tới mặt trời rực rỡ, chiếu những ánh nắng chan hòa sưởi ấm xuống nhân gian. Ngoài ra, người mệnh hỏa cũng rất dũng cảm, họ luôn sẵn lòng chấp nhận thử thách, rủi ro, họ dám mạo hiểm. Vì vậy, ở họ luôn tiềm ẩn phẩm chất của một người lãnh đạo nhiệt huyết, mạnh mẽ, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người mệnh hỏa là thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, khoa trương, tham hư vinh, kiêu ngạo và hiếu chiến. Vì vậy, việc tìm hiểu người mệnh hỏa hợp màu gì sẽ giúp cho những người này tìm lại trạng thái cân bằng trong cuộc sống và khắc phục được những khuyết điểm của mình. Người mệnh hỏa hợp màu gì? Màu tương hợp với mệnh hỏa đó là màu đỏ, tím, hồng và cam. Trong đó, màu đỏ và màu cam là hai màu tiêu biểu nhất sinh ra để dành riêng cho mệnh hỏa. Tuy nhiên, khi sử dụng những màu này, bạn cần phối hợp sao cho hài hòa. Bởi vì trong trường hợp sử dụng quá nhiều một màu sẽ gây dư thừa năng lượng, dẫn đến tâm tính nóng nảy, bực tức, gây stress cho chính người mệnh hỏa lẫn người xung quanh. Màu đỏ. Đối với những người Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và tình yêu mãnh liệt. Cũng có một số dân tộc coi màu đỏ là màu của sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Ngoài ra, với các nhà lãnh đạo chính trị, sắc đỏ còn tượng trưng cho sự quyết tâm mạnh mẽ, ý chí cố gắng phấn đấu. Màu cam. Cam được gọi là màu của xã hội vì nó giúp kiến tạo năng lượng, mang đến sức sống tươi vui, phấn khởi, đại diện cho sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ. Trên thực tế, các nhà khoa học phong thủy đã chứng minh sử dụng các đồ vật có màu cam giúp cho người mệnh hỏa tăng tư duy sáng tạo, giúp đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Màu xanh lá cây. Vì mộc tương sinh với hỏa, bởi vậy, xanh lá cây cũng là một trong những màu mà bạn có thể kết hợp sử dụng với hai tông màu trên. Màu xanh là màu của thiên nhiên, cây cỏ, tượng trưng cho sức sống màu mỡ, tươi mới và phát triển. Nó đem lại cảm giác dịu nhẹ và thoải mái cho mọi người. Người mệnh hỏa kỵ màu gì? Bên cạnh việc tìm hiểu những màu sắc dành riêng cho mệnh hỏa, thì bạn cũng cần lưu ý đến những màu sắc tương khắc với mệnh này như là màu đen, xám, xanh biển sẫm. Đây là những màu thuộc hành thủy, do thủy khắc hỏa. Bởi vậy, bạn không nên dùng vật phẩm, phụ kiện, quần áo có màu đen, xanh nước biển, tím than. Nếu không, thủy hỏa giao đấu sẽ dẫn đến xung khắc, tiết chế sự may mắn và giàu sang của người hành hỏa.